Ngày 24 tháng 9, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu BV-5491TS chở khoảng 50.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng hải đội 301, thành phố Vũng Tàu, để tiếp tục điều tra. Trước đó, trưa ngày 22 tháng 9, tại vùng biển cách phía đông nam Côn Đảo khoảng 85 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu vỏ gỗ số hiệu BV-5491TS có dấu hiệu nghi vấn nên cho dừng để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 3 thuyền viên do ông Phạm Văn Mỹ, sinh năm 1966, trú tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của ông Mỹ, tàu đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO, nhưng không xuất trình được hóa đơn cũng như giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của số dầu trên. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời dẫn giải tàu BV-5491TS về đất liền để xử lý.